cuộc sống yên bình thì giấc cũ vì tận nơ cũng gieo giấc dịch bệnh đau lòng toàn dân toàn nơ đảng đêm ngày cầu mơ. Mây chúc đêm mơ thương ngỡ rằng Covid ai ước ngỡ đỏ dây ra dịch ngỡ bệnh để dần mình ngỡ mang ngỡ bệnh nhớ trung ương rồi chính ngỡ phụ có chi thì ban ngỡ hành ngỡ phối hợp với các ngỡ ngành ngỡ cùng toàn dân ngỡ thực ngỡ hiền cả nước cùng ngỡ thực ngỡ hiền không biết to hay nhỏ nó biết ngắn hay dài mà con gái con cái tất cả đều lo sợ trẻ ra đều lo sợ hẳn như lá cúc nở hẳn lá kè vô hình suốt ngày cờ tâm hình ai chủ quán là hẳn đến chủ quán là hẳn diệt chúng là giặc có vịt đó ở tịt bên tao giờ nó mới rủ nhau sang Việt Nam gây chiến khắp toàn cầu gây chiến từ nông thôn lên thành thì từ miền ngược rồi này miền xuôi kinh tế bị rồi này đầy ở núi cùng vì con rồi này có vịt cùng vì dịch rồi này có vịt học sinh thì rồi mi rồi rít bởi không được rồi mi đến trường nhìn hoan cảnh rồi mi má thương sân trường nay rồi mi vắng về mọi nơi đều rồi mi vắng về là người ơi dịch bệnh thì phải tuyên truyền để người dân ta thấu hiểu để phòng mà tránh xa chầm bườn lời cũng hạt dân ca mong cho đất được nở hoa yên bình. Quả là rất nguy hiểm mong mọi người dân ta phải đồng lòng thực hiện chỉ thị cách ly của chính phủ ban hành tránh được lây lan dịch bệnh khỏi hoành hành
bệnh tật xéo dày không làm ta chùn bước, hiến dâng tuổi xuân cho tuyến đầu tổ quốc, để đất nước yên bình dịp đời mới sinh sôi. Toàn đảng toàn dân quyết chiến một lần, đang từng bước chung tay đẩy lùi con Covid, từ thực hiện cách ly đến đề phòng chống dịch, nêu cao tinh thần chống giặc từ hàng xưa. Phòng Covid thì phải cách ly, chống dịch bệnh cũng phải cách ly, hạn chế tiếp xúc đi ra ngoài xã hội, những thói quen bây giờ nên thay đổi, dùng khẩu trang đi lại chốn đông người, tránh tụ tập ở nơi người đông, đừng có tụ tập ở chốn người đông. Rửa tay với xa phong diệt khuẩn, toàn dân ta đồng lòng thực hiện, quyết đánh bay giặc Covid ngang ngược.